Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với Giang A Pháo. Bốn anh em mình, anh Cường, anh Nhiệm, anh Mạnh và Đô. Bọn mình đang có mặt tại trên nương các bạn, một cái nương vừa được phát xong được một tháng rồi. Hôm nay thì gọi lên nương đi kiếm thức ăn để nấu cái món ẩm thực ngày hôm nay các bạn nhé. Xin chào anh Nhiệm. Chào các bạn nhé. À, cắt tóc để trái đấy. Chào anh Mạnh nhá. Được không? Anh mới tân trang làm đẹp đấy. Đang từ 38 tuổi xuống 28 tuổi mà anh Nhiệm. Anh Nhiệm à? Làm gì Nhiệm 30 tuổi đúng không? 32 à? 24. Anh Nhiệm 30 tuổi nhưng mà vẫn độc thân các bạn nhé. Và anh đang đi lên nương lấy cái này các bạn, từ những cây cọ này, những con đuông cọ các bạn. Đó, mình lên đây chặt để lấy. Còn anh Mạnh cầm cái rổ, không biết có đâu mà cầm cái rổ ạ. Cái nương này rất là cao các bạn. Ở dưới kia là nhà mình đây, cánh đồng á, trời thì vẫn còn nắng. Đây nhà mình dưới này. Đó, mái nhà nhà bác Cường kìa, nhà bạn Hương. Và cánh đồng trước cửa nhà mình. Thế trên này thì nó dốc lắm các bạn. Cái cung đường đi của mình với anh em mình thì nó dốc cực kỳ, lên là lên rất là mệt. Nhà lên đây thì cái không khí nó trong lành, nó mát đấy. Thực sự nó mát. Và gió. Ôi, hoàng hôn chuẩn bị xuống rồi. Tối nha các bạn nhá. Mùa đông này thì hoàng hôn nó xuống nhanh lắm. Có bạn nữ đi cùng nữa thì không phải ngắm hoàng hôn nữa mà quay sang ấy. Anh Cường thì chặt gốc cọ đấy các bạn. Trước kia thì mọi người trồng rất là nhiều cọ các bạn, trồng cọ để lấy lá lợp mái nhà ấy. Nhưng mà bây giờ thì làm nhà thì mọi người không dùng lá cọ nữa rồi, vì nó rất là tốn sức, sau 10 năm phải thay một lần cơ. Nếu mà làm nhà 10 năm thay là thay 35 à 15 lượt lần lại một lần nhỉ, lần lại một lần các bạn. Nhưng mà nó mất thời gian lắm, nên là bây giờ mọi người dùng tôn cho nó nhanh. Nhưng mà ưu điểm của lá cọ thì nó mát các bạn. Còn anh Cường thì đang chặt cây này ra. Bây giờ mọi người chặt hết cây cọ đi rồi để trồng quế các bạn. Anh chặt cao quá không? Anh Nhiệm với anh Mạnh thì đang đi tìm những cái gốc có cọ khác. Đó, trên kia. Ăn chắc là hôm nay có đuông cọ ăn không? Rồi, mọi người gõ cái cọ nào nó kêu ọc 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 bên trong ấy thì rất là chắc chắn là có rồi. Thì mới chặt các bạn nhé, mình nghe thấy tiếng nó mà. Thấy lú ấy, chắc ăn mẹ xuống dưới nhỉ. Chặt thế này một tí bộ thôi, không chặt được vòng của nó đâu. Ui trời, béo ngậy. Nó ăn ui, mấy con này nó ăn ra từ ngoài này rồi đây này. Ăn ra từ ngoài à. Ui ô đây. Ui to đấy. To thế. Ô con này thì sướng rồi. Ui giời này. Còn chưa vào bên trong nhá. Nó mới tuôn thêm rồi. Ô ra ăn tận ngoài này mà. Ăn ra ngoài. Ô con quắng này. Bổ tiếp. Em thấy đây có hay sao ấy? Toàn hết rồi. Ô chưa gì đã được 4 con rồi mà chưa vào bên trong rồi. Chặt cái này rộng rộng ra đi. Cái này thao bổ mà. Bổ được không? Bổ được rồi. Chặt chặt đi chặt. Lấy cái gì chứ? Nó ăn ra từ ngoài. Anh Nhiệm thì máu lắm rồi. Chạy từ trên kia xuống để xem cái cây này, cây này rất là nhiều các bạn. Đoán chắc là cây này khoảng tầm cân không? Vào rồi. Kìa. Thế anh Nhiệm vào team ẩm thực mình là quá hợp lý rồi các bạn nhờ. Hôm nào ăn đồ rừng đồ ngon ạ. Vừa rồi may hồi còn chưa con rắn ráo ấy, không lại lại có con rắn ráo ăn thịt rồi.
Lúc trên đường anh em mình lên đấy các bạn. Mùa này là mùa rắn nó ngủ đậu ngủ trên cây ấy. Ui có con kìa. Bổ đi. Em nhìn thấy à? Bổ được rồi mà. Ở đây. Cho tay anh ấy. Bổ đi. Bổ được rồi ấy. Đây kìa kìa. Anh mạnh tránh ra nhá. Mạnh ra nhá, cái này chuột đấy. Tí thịt đuông cọ không ngờ ăn ăn thịt người chết. Bổ phát bên này các bạn rồi. Nào, bưởi nhá. Bưởi ra đi. Úi, dẫm mày kìa. Úi, nó ăn xuống dưới nhanh thật. Úi, nó ăn xuống dưới hết rồi. Xuống dưới đáy rồi. Úi, kìa kìa. Có con này cường. Úi, xuống. Nó ăn xuống đáy rồi. Cái này thấy thuộc đào. Từ che chắn mang ra mà xem. Quay mà mời, quay với cậu. Đào kìa. Cái này đào cơ. Cái thuống. Nó ăn xuống tận dưới rồi. Ôi. Béo ngậy rồi. Thử xem. Thử đã bạn ơi. Ôi con này ăn sống được nhá các bạn nhá. Ăn sống được không? Được chứ. Được. Nhưng mà nó mùi lắm. Nhưng mà phải rửa cơ. Nhớt nhớt. Khó ăn lắm bạn. Thả nhớt. Ai bà? Nó kiểu. Anh ăn rồi chưa? Tao thử nếm mà tao không ăn nó ghê tao bỏ ra. Anh phải cắn nó ra chứ, còn anh mút mút thì làm sao mà chẳng ghê. Giá đây mà. Có sâu này ăn được không? Con nào? Sâu này. Có. Con đấy ăn không? Con này chắc nó sắp thành con này á. Không. Ôi anh kẹp vào con này chết rồi này, em nhìn thấy một con này. Đây này. Không phải, không phải. Cái này hồi lâu lắm mà. Về giữa nó mình thôi hết. Đây. Đây. Ôi ồ. Nát rồi. Nát bét, con này nó trắng chứ ăn cái gì. Em nghĩ nó ăn còn ra vỏ như kiểu chỗ anh Cường vừa rồi ấy. Vừa rồi nó ra tận vỏ ăn mà. Đính đào đi. Có nhiều người nghiện này. Canh quả. Quả bắp bì. Kêu nhiều lắm. Phải nghe các bạn. Nghe thì mới biết là nó nó cắn út út út. Nó ăn xuống đáy rồi. Thủ đào chết. Quẩy. Ui ôi này. Đây con to không này. Ui ô. Một con, hai con. Ôi con kia anh. Đấy. Ăn đi. Ui ô con này. Béo thế. Toàn con nào con đấy nhìn. Con này lừa. Ui một con kìa. Đấy là lừa chùi. Con này lừa ăn đúng rồi. Mày à, bưởi. Chạy à. Nướng á. Cái nướng mới thơm. Thơm lắm mà ăn bùi bùi. Kẹp vào đầu nướng. Nhìn. Đó cái ăn nướng lắm mà. Anh Cường sẽ ăn nướng à? Tí mình làm mấy món luôn nhưng mà có được mấy con, có được 6-7 con à. Mấy cây thì nhiều. Ít ăn bó hay gì. Nó hào lắm. Ừ. Điển tuần ma đấy nè. Ấy một con kìa. Ấy. Cái này toàn con bé. Ơi con bé này đằng trên con to mà. Em nghĩ là con to phải chui xuống chứ. Ôi anh để chọc vào nó rồi. Có con quắng kìa. Đây là con mẹ của nó các bạn. Mẹ nó. Chính xác con này là con ấu trùng của con này này. Tính tay mình vào, là con đấy vào mới đẻ trứng. Đúng rồi, con này vào đẻ trứng và ra những cái con nhộng này. Nó là ấu trùng. Là con nhộng thì lại ra thành con này. Đúng rồi. Nên là không biết con nào ra trước. Con này tính tay mình là con quắng các bạn nhé. Không biết gà con trước hay con mồi trước. Con quắng, con này nướng cũng rất là ngon, nó bùi. Ăn cả vỏ luôn. Con quắng. Còn con nhộng thì tính tay gọi là tua đuồng. Tua đuồng. Nó gần gần đấy ở đuông đấy. Nhiều thế. Ui kìa. Họ. Nó nguyên quẩy kìa.
kiểm tra trong này xem như nào. Em kiểm tra mấy cái cục ấy đâu. Béo ngậy. Hoàng hôn xuống đẹp thật các bạn. Đẹp thế. Mấy anh em mình đào được một gốc các bạn nhé. Đào một gốc rồi. Được bằng đấy. Thành quả một gốc. Nỏ xí ngay này. Cái này là có mùi ngon rồi đấy. Một gốc được bằng này các bạn. Một gốc được bằng này toàn cây to, to to này. Những con bò ấy bé thì nó màu trắng ấy, con to thì nó màu sẫm sẫm này. Tí về rửa qua nước hoặc nước muối thì nó sẽ không có mùi nữa nhá. Cái này mùi cọ, nó mùi cọ thối ấy, nên là rất là mùi. Nó mùi khắm các bạn. Gọi là khắm thì chính xác như thế đấy. Mình sẽ cố gắng lấy nốt cái cây này nữa. Cây này chắc chắn là nhiều rồi, cây này thì nó dài ấy các bạn. Cẩn thận vào đầu nhá, em đằng sau ấy. Đấy, 7 tí cơ mà, hai con trâu. Mũi, mũi. Núi. Được. Hả, chú Khoa lên à? Có nhiều lắm bạn, chú ạ. Đâu con dao rồi. Ai dạ, đêm nay Mạnh cái nghiệm lại say ấy nhỉ? Con là phải say chứ này. Biết ai anh nghiệm nhỉ? Được. Ui rồi này. Có mà. Để tay rồi anh ạ, không tí chọc nó lại vỡ mất. Bắt bồ kia đi anh nghiệm. Đây mấy con bé này. Đây con to đùng này. Ê. Đấy. Ê, con này chưa ăn. Con này này. Ăn cọ này, nó trắng bốp này, chứ bên trong chưa có mùi vị gì này, ăn ngon. Chưa già. Ôi rồi mấy con nhộng. Con này vào kén rồi này. Kén đây. Cái quặng nữa. Kén này nó sẽ thành con quặng luôn rồi. Ấy. Quặng đấy. Đấy. Sắp thành rồi. Những con vào kén này con già nó sắp thành các bạn. Nó sẽ có màu sẫm hơn. Đây này, nó ra kén nhiều á. Này chạy bưởi này. Đây. Chú Khoa, ui, này. Con nhiều lắm. Này, chú anh Mạnh này. Ồ, tự nhiên nhiều. Có thuồng mà chú. Đây. Ủa, trong này vẫn còn anh ạ, đừng ném cái này. Đây, em cái phôi đây của chú con. Có. Đây này. Chưa, có to không? Ồ, nó thủng qua đây rồi. Đấy, chưa. Muốn thủng mà hả em ạ? Ồ, không biết nào. Hả? Không biết nào. Ông á? Chú Khoa bảo là hôm qua đục cái cây dưới này các bạn. Có cái cây đằng dưới này hôm qua chú đục được một âu luôn. Chỉ một cây các bạn nhé. Có cây nó vào nhiều, cây nó vào ít ấy. Tùy. Nếu mà mùa hè, càng trời nắng mùa hè thì nó vào rất là nhanh. Ui, chưa gì được bằng đấy rồi. Đấy nốt cây này đã chắc đủ ăn rồi anh nhỉ. Đây, trong này còn chưa động rồi. Nhúng khuẩn các bạn. Cái này chắc là... Cẩn thận vào mặt kìa anh. Con này chắc chua. Con còn chui xuống đây đào. Cái này thì... Đây. Những con nhộng cọ này ở nhà mình thì chỉ có mình ăn được nhá các bạn nhá. Còn lại cả gia đình mình ai mới dị ứng. Đôi thì ngoài lá xoan thôi. Mình thì chả ngán cái gì cả. Còn cái này mang về nhà cho mẹ con đại ăn thì kiểu gì tối nay phải ra bệnh viện gấp. Cấp cứu ấy. Mẹ mình bị dị ứng khi ngốc, ăn ba con vị mà. Rồi, anh Mạnh lấy cái miếng ra ngoài đi. Đấy, trong đấy ông con. Anh cũng không ăn được con này. Ăn vào lại say á? Ăn vào khó thở. No. Ôi to đấy. Chém xin. Con này to hơn. Nhiều lắm không? Đây. Úi dồi ôi, cây này mới dã man này. Con nó chui chui nhục ở đây à? Phải không? Ôi rồi này, ôi có con ô kén này. Nó ra rồi. Nhìn. Ôi những cái con nhộng con này. Đấy. Con này trắng. Con này không là trong dạ dày thì không ăn cái gì, chưa ăn cái gì. Con này để tí cho vào đây. Đừng có vứt. Đây, nhiều lắm này. Đây. Ôi anh chọc vào mấy con chết rồi. Vỡ hết rồi. Không tránh được. Yeah. Đấy. Hai con lợn ui rồi đây. Phải lấy hết
đấy một này thoải mái ăn rồi. Rủ đây ấy. Nhiều dã man các bạn ạ. Úi chết hai con. Kẹp kẹp lách hai con. Một con này chưa. Thôi các bạn, bọn mình nhặt được rất là nhiều ấy, từ cái cây này chắc phải hơn cân mất từ nãy đến giờ. Và bọn mình sẽ cho vào cái rổ này các bạn nhé. Cho đây, bọn mình sẽ cho thêm cái này vì mang về tí nữa nó sẽ cắn nhau ấy, nó bị vỡ mất. Cái đấy nhiều ạ. Cái đấy không có đâu. Ôi chắc là đủ rồi chú ạ, để mai mình ăn tiếp. Tối rồi ạ. Tối rồi. Tối rồi các bạn, bọn mình sẽ lấy nốt cái này và di chuyển đi về các bạn nhé. Cho cái kén này vào để tí nữa mình nhặt lại, không tí nữa về nhà nó cắn nhau chết mất. Nó cắn nhau nó vỡ hết đấy. Ăn nó không ngon nữa. Túi đựng quế này đấy. Đừng... Đúng rồi, cho cái túi bóng này. Đựng quế giống này này. Rồi các bạn cùng theo dõi tiếp nhá.